vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới. Giá mới hấp dẫn chưa từng có từ Honda với mức giảm lên đến gần 200 triệu đồng. CRV giá từ 898 triệu đồng. Civic giá 898 triệu đồng. Accord giá 1 tỷ 198 triệu đồng. Hãy mua ngay. Xe thật chất, giá ngất ngay. Honda City mới, tầm cao dẫn bước. Kính chào quý vị và các bạn. Trước khi tới gần nước ta, bão số 7 đã suy yếu nhanh trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Vì vậy mà trong đêm qua thì hoàn lưu của nó chỉ đủ sức để gây mưa một vài nơi miền Bắc. Sang đến ngày hôm nay, khắp Bắc Bộ trời nắng ráo từ sớm. Nhiệt độ chiều nay tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố sẽ dao động là từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên quý vị lưu ý là đến đêm thì mưa sẽ gia tăng trở lại khi hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Mưa xuất hiện khá đều ở cả phía Tây và phía Đông Bắc Bộ, trong đó sẽ có những điểm mưa vừa mưa to. Những cơn mưa khả năng sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Sau gần 3 tháng mưa triền miên, kết cấu đất đá đã bị bở rời. Nay mưa xuống dù lượng không lớn nhưng vẫn có thể gây ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Ngoài ra, trong đợt mưa này thì có thể xuất hiện một đợt lũ nhỏ trên lưu vực sông Thao và sông Cầu với biên độ là từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Cầu tại Đáp Cầu của Bắc Ninh có thể đạt mức báo động 1. Với khu vực Trung Bộ, trước khi mưa quay trở lại vào đêm nay, thời tiết khắp các khu vực đều có nắng trải đều trong buổi chiều. Nhiệt độ từ thành phố Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế khá vừa phải, 31 đến 33 độ. Từ thành phố Đà Nẵng đến Phan Thiết cũng khá mát mẻ, 31-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời chuyển nắng nhiều hơn do gió Tây Nam ẩm đã yếu đi. Nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau dao động từ 28 đến 33 độ. Chiều tối nay mưa xuất hiện trên diện hẹp và lượng không lớn. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa chiều nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở huyện đảo Trường Sa thì trời nắng ráo, gió cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa là trên 10 km. Còn quanh các quần đảo Phú Quốc và Thổ Chu, đây là những khu vực cần phải lưu ý mưa dông, nguy cơ về lốc xoáy và gió giật trong chiều ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.